Nếu được lựa chọn một trong hai, bạn thích cuộc sống ở trọ hay ở ký túc xá? Còn mình, trước kia mình chưa từng ở ký túc xá. Quãng thời gian sinh viên có lẽ là những ngày tháng mình cảm thấy happy nhất. Sống trọ một mình suốt 5 năm đại học, buổi trưa đi học về, rồi tranh thủ ghé qua chợ mua chút rau, chút thịt về để nấu. Tự mình rửa bát, giặt đồ, dọn dẹp rồi sắp xếp lại nhà cửa. Thích ngủ thì ngủ, thích chơi thì chơi, thích làm gì thì làm, cuộc sống vô lo, vô nghĩ. Có thể do mình may mắn được bố mẹ lo cho các khoản chi phí nên cuộc sống sinh viên cũng nhẹ đi phần nào. Mình biết sẽ có một số bạn vì những lý do riêng nào đó có thể thích hoặc không thích nhưng vẫn lựa chọn ở trong ký túc xá. Như mình của thời điểm hiện tại đã không còn là cậu sinh viên ngày xưa, đã bắt đầu phải đi kiếm tiền lo cho cuộc sống và hơn cả đã bắt đầu những ngày tháng trải nghiệm cuộc sống tại đây. Còn bạn thì sao? Mình muốn lắng nghe chia sẻ từ bạn, hãy bình luận cho mình biết nhé.